dàn diễn viên nữ xinh đẹp Hồng Diễm, Lương Thanh, Nhã Phương, Thu Quỳnh, Khả Ngân có cơ hội gặp nhau khi cùng tham gia một sự kiện biểu diễn thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng. Diện những chiếc váy với tông hồng nổi bật, các nữ diễn viên khoe sắc và đọ dáng bên nhau. Trong tuần vừa qua, loạt diễn viên đã tụ họp để chúc mừng sinh nhật MC Thái Dũng. Hội bạn thân nghệ sĩ bao gồm Lã Thanh Huyền, Đình Tú, Quỳnh Nga, Huyền Ly Di, Hoa hậu Mai Phương Thúy. Cả nhóm đã có một bữa tiệc sang chảnh, lên đồ lộng lẫy để mừng sinh nhật nam MC. Quỳnh Nga trở lại với vai trò ca sĩ khi tham dự một sự kiện. Nữ diễn viên vừa du lịch từ Nga trở về. Diện một chiếc váy bó sát và đính hạt lấp lánh, Quỳnh Nga khoe trọn thân hình nuột nà trong những vũ đạo nóng bỏng. Mạnh Trường cùng con trai đi chụp ảnh cho một nhãn hàng. Con trai thứ hai của Mạnh Trường tên là Bon, năm nay đã 8 tuổi. Cậu bé được nhận xét có khuôn mặt giống Bùi Y Đúc. Việt Anh vừa trở về từ Nga cũng đã ngay lập tức nhận lịch chụp hình quảng cáo mới. Nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh hậu trường hài hước khi đóng Hành Trình Công Lý. Diễm My có dịp ra Hà Nội, gặp lại các đồng nghiệp ngoài Bắc như Huyền Ly Di, Đình Tú, Lã Thanh Huyền, đạo diễn Bùi Quốc Huy. Huyền Ly Di xinh đẹp khi tham dự một sự kiện mới đây. Quỳnh Kun vừa trở về từ Hàn Quốc đã có ngay bộ ảnh khoe dáng ở sân bay. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ.
cảm ơn.